Khoảng 3 giờ 15 phút ngày 14 tháng 10, tại khu vực bến neo đậu Cây Bàng, gần cầu Bình Đông, thuộc thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ cháy hai tàu cá. Theo đó, tàu cá số hiệu QN97206TS đang neo đậu tại khu vực Cây Bàng bốc cháy. Sau đó cháy lan sang tàu cá số hiệu QN90997TS. Cả hai tàu do ông Huỳnh Phi Hổ, 41 tuổi, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn làm chủ. Đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, thời tiết có mưa, gió mạnh, tàu cách xa bờ hơn 100 mét, khiến việc chữa cháy cứu tài sản của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải triển khai hai máy bơm phao cùng các trang thiết bị chữa cháy và đi bộ đoạn đường sâu hơn 500 mét. Ngay sau đó, tiếp tục trưng dụng ghe, thuyền của người dân địa phương để chữa cháy, chống cháy lan. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã cứu được hơn 70% của tàu QN97206TS. Còn tàu cá QN90997TS đã bị cháy và chìm nửa phần dưới nước.